mình sẽ quay đây thì vì số lượng chuột có hạn. Ôi trời ơi, hết chuột mày ơi. Cái lấy ra, lấy con khác nhé. Trời ơi, nó hủi hủi. Vết. Đốm đốm đốm, nhựa con nhựa. Trời ơi, nó ngửa ngửa thôi, nó quất liền à. Nè, chết tươi. Con khác không, con này dâu không? Này nó vờn, trời ơi, con kia làm vờn rồi. Thôi rồi thôi, con này nó vờn luôn anh. Con út nhỏ, nhỏ 2 tháng hơn. Trời ơi, nó vờn kinh quá. Có một con thấy rồi, con này mới 2 tháng ấy nha anh em. Thôi thôi được anh ơi, dạ mèn con này, con này có con mà nó bản năng nó kinh quá rồi. Ôi à, nó giật chết đó chứ nó đâu ăn đó, dạ mèn sao nó nhả ra rồi. Cái này tại vì mình xích lại thôi chứ lần sau mình sẽ, tại có một con một à, cho nên nó không làm được nhiều. Lần sau để cho một cái khuôn viên á, mình rào lại á, để cho mấy bạn coi là mấy cái con này nó săn cỡ nào. Nhanh lắm. Yeah, con này nuối tiếc nè, nãy không cho nó chơi nè. Thì điểm đặc biệt của giống chó Phú Quốc ấy, thì bản năng săn nó rất là cao, tức là con nào nó cũng săn được. Con nào nó cũng săn được hết trơn á, cho nên mình nuôi ở đây ở trại thả sân vườn, cho nên thấy tụi nó sát phạt kìa. Gặp mấy con rắn hoặc mấy con chuột cái gì đó. Làm lẹ. Đây là mấy chuột này là mình bẫy. Con đó nãy nó quặp chết chứ con nào. No đó. Chưa gì nó quất bật nữa. Dặn luôn. Đây là mấy bản năng rất là cao. Thấy là ngửi 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 quất bật liền. Cho nên ngay cả con nhỏ xíu nữa. Con này mới 2 tháng hơn vậy. Chú bé mà bản năng săn hoặc là bắt mấy chuột kinh lắm. Nè, giống như em này là nhát nhát chứ thả nhà có sân vườn á, mà sợ rắn rết chuột bọ nhiều thả vô vườn thôi. Mà nó quần cho coi. Mong mấy anh em chém nhẹ tay. Thật ra mình cột con chuột lại lý do là sao có một con một à, mà nó quằm chết nữa, mấy con kia nó vờn không được, để cho mình lập clip cho mọi người xem là cái việc cái năng lực săn bắt của tụi này như thế nào. Nó giống như con vừa rồi nãy đi, mới để ra tức thì à. Mình tưởng nó dần dần chơi ngờ nó bạc nó chết ngắt kinh lắm. Nói chung khi mà sở hữu giống chó Phú Quốc mà bản năng nó cao á, thì phải chấp nhận cái việc mà nó leo trèo và nó săn bắt, nó đặc trưng riêng của nó rồi. Đó không tránh khỏi á. Rồi, xin cảm ơn quý anh em đã xem qua cái kênh YouTube của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Thì để đi liên hệ mua con giống hoặc là chó Quốc hoặc tham quan á, thì cứ liên hệ số điện thoại là 0989 356 396 của trại chó Phú Quốc Sài Gòn. Địa chỉ tham quan ở cầu Rạch Ván, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nhớ like với subscribe kênh giùm mình nha. Còn fanpage thì chạy chó Phú Quốc Sài Gòn.